Sang-won hoàn toàn không dám mở mắt. Con quỷ này có thể xuất hiện ở đây, cho thấy họ bị chơi rồi. Mà lúc này thầy trừ tà Ki-eong Ho-on cũng chết lặng, bởi vì thứ đứng trước mặt anh ấy càng đáng sợ hơn. Ác quỷ mau chóng lui đi. Anh ấy không ngờ rằng đối phương lại có thân phận như vậy. Mi-eong Jin, 11 tuổi. Chuyện phải kể từ vài hôm trước. Sang-won đêm khuya về nhà thấy con gái đã ngủ. Anh vừa định rời đi thì có tiếng kéo kẹt chuyển đến. Cửa tủ quần áo phía sau tự động mở ra. Anh không hề sợ hãi, sau khi xem kỹ thì đóng cửa lại. Nhưng cửa lại mở ra. Anh quay đầu nhìn, trong đầu chửi mẹ nó ai đó. Anh bị dọa cho ngây người. Người phụ nữ trước mặt anh hoàn toàn không quen biết. Bà ta đâm vào cổ mình. Anh bị máu tươi dọa tỉnh lại, vội vàng nhìn con gái Ina. Thấy cô bé vẫn ở bên ngoài ngắm hoa, anh mới yên tâm. Nhưng anh không hề biết rằng cô bé đã biến thành thứ gì rồi. Anh thực sự rất bận. Từ sau khi mẹ Ina mất, anh dốc lòng vì công việc, không mấy để tâm chăm sóc con gái. Tính cách cô bé cũng vì thế mà trở nên gắt gỏng. Cuối cùng hôm đó, bởi vì chuyện công tác, Sang-won và con gái cãi nhau. Sau đó anh đến công trường. Dường như con gái nghĩ thông rồi. Cô bé đứng im trước tủ nói một câu: tớ cũng muốn đi, đưa tớ đi. Cửa tủ mở ra, phía bên trong đồng ý với cô bé. Sang-won điên cuồng đi tìm con gái, còn nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Nhưng dường như không ai tin anh. Thậm chí có người còn cho rằng anh hại chết con gái mình. Chỉ có một người tin anh, đó là thầy trừ tà Ki-eong Ho-on. Anh ấy bảo anh, sự mất tích của con gái anh là do ác quỷ làm. Anh ấy đã theo vụ mất tích hơn 10 năm. Thấy Sang-won vẫn không tin, anh ấy cho Sang-won xem một video. Bên trong có một pháp sư tay cầm bảo kiếm, làm phép với một cái tủ quần áo. Nhưng không bao lâu bà ta như nhìn thấy cái gì đó đáng sợ, dùng dao cắt cổ mình. Sang-won vừa nhìn thì phát hiện ra đây chính là người phụ nữ trong mơ anh gặp. Ki-eong Ho-on giải thích pháp sư đó chính là mẹ của mình. 20 năm gần đây Hàn Quốc liên tiếp có 32 đứa trẻ mất tích. Cách thức mất tích đều giống nhau, mà mẹ anh ấy biết do ác quỷ làm. Chuẩn bị đi diệt trừ ác quỷ, nhưng kết quả lại bị nó hại chết. Cũng từ đó người thân của những đứa trẻ nhận được lời nhắc nhở của mẹ anh ấy, nhưng dường như vô dụng. Đến gần đây anh ấy cuối cùng cũng phát hiện kẻ đầu sỏ. Nếu như trong 3 ngày không thể cứu Ina ra khỏi thế giới đó, cô bé sẽ biến thành ác quỷ ăn thịt người. Việc đến nước này Sang-won không dám không tin. Họ nhanh chóng bày binh bố trận. Lúc này Sang-won nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Bố. Nghe thấy tiếng con gái, anh không màng hậu quả. Anh đi vào căn phòng dán đầy phù chú kia, mở cửa tủ quần áo ra. Thấy con búp bê mới mua đã bị phanh thây. Cửa ra vào ở phía sau mở ra. Những thứ chuẩn bị trong 4 tuần bắt đầu chớp tắt. Sang-won bị dọa ngồi trên mặt đất. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ki-eong Ho-on hét lên. Nhanh nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt, ác quỷ sẽ không cảm nhận được anh. Lúc này Ki-eong Ho-on cũng biết họ trúng kế rồi. Trong căn phòng trên màn hình toàn là ác quỷ. Ki-eong Ho-on nhắc nhở Sang-won tuyệt đối không được mở mắt, từ từ nằm sấp xuống đất bò ra phía cửa. Ác quỷ bên cạnh từ từ sáp lại gần. Dừng lại, không được động đậy. Đợi một chút, đừng động đậy. Màn hình camera đột nhiên biến mất. Ki-eong Ho-on chỉ có thể nhanh chóng chạy qua. Nhưng anh vừa ngẩng đầu, anh chỉ có thể bảo Sang-won nhanh chóng chạy thoát thân, bởi vì chính chủ đến rồi. Lúc này đồng hồ đeo tay của Sang-won vang lên. Ác quỷ vì thế bô lại. Anh vội vàng tháo đồng hồ vất đi, rồi nhanh chóng bò về phía cửa. Cuối cùng anh nhìn ra phía sau, rốt cuộc cũng thoát ra được rồi. Cùng lúc đó Ki-eong Ho-on cầm dao phép lên, cắt lên ngón tay cho chảy máu rồi ném dao qua. Tiêu diệt quỷ dữ, đẩy lùi ác quỷ. Đánh bại quỷ dữ, đè bẹp cái ác. Sự phẫn nộ lớn thế này xem ra là thực sự hiện hình rồi. Nhưng đã muộn rồi, Ki-eong Ho-on bị ác quỷ khống chế nhấc lên không trung. Sang-won ở bên ngoài gõ cửa. Sau một loạt âm thanh hỗn loạn, cửa mở ra. Xem ra ngoài trúng một dao thì tính mạng của Ki-eong Ho-on không sao cả. Sang-won đưa anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy nói ác quỷ đã hiện hình. Mi-eong Jin. Mi-eong Jin. Thông qua điều tra những vụ án mất tích năm đó, Sang-won tìm đến nhà Mi-eong Jin. Ngọn núi sau nhà đó xuất hiện vô số hình nhân kinh dị. Anh đi đến trước ngôi nhà đổ nát. Lúc này Ki-eong Ho-on trong bệnh viện bắt đầu run rẩy kịch liệt. Anh mơ thấy mẹ của mình, mẹ chỉ nói một câu: nhớ tìm mẹ. Ki-eong Ho-on biết sắp xảy ra chuyện lớn. Nhưng Sang-won đã vào trong căn nhà. Anh nhìn thấy một người đàn ông mặt đầy sẹo. Hắn ta bảo anh cút đi. Anh lại lấy ra một con búp bê. Người đàn ông nhìn thấy thì vô cùng sợ hãi, giành lấy con búp bê lấy dao ra hỏi anh là ai. Rồi dường như hắn hiểu ra điều gì đó, cầm con búp bê đi vào trong nhà muốn đốt nó. Miệng nói tuyệt đối không thể để thứ này xuất hiện ở đây. Nhưng muộn rồi, cửa tủ sau lưng hắn mở ra. Bố. Mi-eong Jin. Một ánh mắt của Mi-eong Jin khiến hắn ta bay sang một bên, bắt đầu bị quật lên quật xuống, rồi bị một cái kim đâm vào cổ, sống sờ sờ bị treo lên lơ lửng. Mi-eong Jin đứng bên dưới nhìn hắn ta. Sang-won cảm thấy có vấn đề liền đi vào trong nhà, liền bị người đàn ông ấn xuống đất. Mắt hắn ta trắng dã, đang lẩm bẩm một mình: không sao, anh cứ đến đó trước, tôi sẽ đến sau. Nháy mắt Sang-won nhìn thấy quá khứ. Người đàn ông mặt sẹo đang uống rượu, người vợ đã ngã xuống đất không dậy được. Trên đất đang để một chậu than đang cháy. Con gái Mi-eong Jin trong tủ quần áo khóc lóc cầu xin: xin bố thả con ra. Nhưng hắn ta chỉ cười nói với cô bé: hô hấp không có nghĩ là còn sống, chết rồi có lẽ càng hạnh phúc.
mong rằng kiếp sau nhà chúng ta sẽ không phải thiếu nợ nữa. Con gái khóc lóc cầu xin nhưng không lay động được hắn ta. Sau đó hắn đóng cửa tủ lại, khói bốc lên mù mịt. Lúc này cửa lớn mở ra, Ki-eong Ho-on đuổi đến kịp thời, cứu được Sang-won suýt chút nữa bị hại chết, mà người đàn ông kia lại bị kéo vào trong tủ. Sang-won miêu tả lại tất cả những gì đã xảy ra. Ki-eong Ho-on giải thích, đó là bởi vì tần số của Sang-won và Mi-eong Jin giống nhau, mới có thể xem được hồi ức của nhau. Mà sự phẫn nộ của Mi-eong Jin khi bị cha giết đã đạt đến cực đại, cho nên cô bé mới tìm những đứa bé cùng cảnh ngộ, bị bố mẹ ngược đãi, bị bạo lực gia đình hoặc bị bỏ rơi. Nói cách khác, từ góc độ của Mi-eong Jin, Sang-won hy vọng Ina biến mất, nên Mi-eong Jin mới xuất hiện. Sang-won nghe vậy rất hổ thẹn. Lúc Ki-eong Ho-on đi vệ sinh, anh hiểu ra rồi. Bởi vì Ki-eong Ho-on từng nói, cho dù là quỷ hiện thân hay là pháp sư mời thần, đều là dựa vào sự tương đồng tần số. Vậy tần số của anh và Mi-eong Jin giống nhau, anh có thể đi vào không gian của Mi-eong Jin cứu con gái ra. Suy nghĩ này thật to gan. Ki-eong Ho-on lúc đầu không đồng ý, nhưng thực sự không có cách tốt hơn. Thời gian chỉ có 30 phút, nếu không anh sẽ mãi ở trong đó. Nghi thức chính thức bắt đầu. Sang-won đi vào trong tủ. Ki-eong Ho-on ở bên ngoài áp chế Mi-eong Jin, kịp thời giữ mạng cho Sang-won. Sau đó niệm chú Sang-won đến thế giới kia. Ngay lập tức thấy người đàn ông mặt sẹo xông đến. Hắn ta đã biến thành ác quỷ. Sau một hồi vật lộn, hắn ta bị đánh bại. Lúc này phía trước xuất hiện một bóng người, là người vợ đã chết của Sang-won. Cô không nói gì xông về phía anh. Sang-won không dám ra tay. Ki-eong Ho-on phát hiện chuyện này, bởi vì ngọn lửa dương khí của Sang-won đang dần tắt, anh đốt phù chú. Lúc này Sang-won mới nhìn rõ, đó không phải vợ mình. Lợi dụng lúc Ki-eong Ho-on kéo dài thời gian cho anh vội chạy vào bên trong, nhưng cũng chọc Mi-eong Jin nổi giận. Đèn giữ mạng dần như lụi hết, có thứ gì đó từ bên đó đến. Ki-eong Ho-on chuẩn bị tốt tư thế đọc chú ngữ, nhưng một tiếng gào giận dữ của Mi-eong Jin, ác quỷ đã lao ra. Lúc này Sang-won đi đến một khu rừng, hơn 30 đứa trẻ trong đó vui đùa. Khi anh gọi tên con gái, sắc mặt bọn trẻ liền thay đổi, ồ ạt xông lên vây quanh anh. Tiếng đàn của Ina từ xa truyền đến. Anh liều mạng chạy qua nhưng vẫn bị đụng ngã trên đất. Đợi khi anh tỉnh lại, trước mặt chính là Mi-eong Jin. Cô bé hỏi anh lúc đầu rõ ràng không muốn Ina tồn tại, tại sao còn đến đây? Sang-won nhất thời nghẹn lời. Anh biết ban đầu mình thực sự nghĩ như vậy. Mi-eong Jin cười khống chế Ina bay lên cao. Cô bé sắp biến thành ác quỷ rồi. Sang-won chân thành nói rằng, anh nhìn thấy lời trước đó Mi-eong Jin nghe được. Tất cả đều là lỗi của người lớn. Anh cũng sai rồi. Anh không ngừng xin lỗi nhưng cũng vô dụng. Mi-eong Jin tức giận nhấc anh bay lên, sau đó yêu cầu Ina tự tay giết bố mình. Lúc này Ki-eong Ho-on cũng chống đỡ không nổi rồi. Anh ấy nhớ đến lời mẹ, nhất định phải tìm mẹ. Anh ấy hiểu rồi. Anh nhanh chóng niệm chú chuẩn bị mời thần, sau đó đi đến địa phủ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh truyền đến. Mi-eong Jin bị dọa sợ, mặt cô bé dần rõ lên, bởi vì người trước mặt không phải ai khác, chính là người mẹ vĩnh viễn yêu cô bé. Lúc này Mi-eong Jin không nhịn được nữa, lao về phía mẹ. Lúc này Ki-eong Ho-on không chống nổi nữa, người mẹ biến mất, cô bé khóc không thành tiếng. Cô bé chỉ muốn mẹ vẫn còn ở đây. Sang-won thấy thế vội lên ôm cô bé. Lúc này anh cũng nhìn thấy những đứa trẻ khác bị gia đình bạo lực ghẻ lạnh, những đứa trẻ mang phẫn nộ đều biến mất. Sang-won cũng cảm nhận được thời gian không còn nhiều, may mà Ki-eong Ho-on dùng mạng mình chỉ hướng cho anh, cuối cùng anh cũng ôm con gái thoát ra được. Mà Mi-eong Jin cũng theo mẹ chuyển kiếp đầu thai, kết cục cũng coi là hoàn mỹ. Nhưng một hồn ma như Mi-eong Jin thực sự mạnh như vậy sao? Có lẽ nó chỉ là quân cờ của một ai đó thôi.